Em Hương xin được chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với kênh Nhạc Xịn Minh Chánh. Thì hôm nay Hương vẫn review đến cho quý anh chị mình một dải nhà siêu rẻ luôn và đã có sổ hồng rồi. Giá chỉ có dưới 1 tỷ thôi và tặng toàn bộ full nội thất bên trong ngôi nhà. Nhà thì đẹp mới đâu đó tầm khoảng 90% rồi. Giờ thì quý anh chị mình di chuyển cùng Hương tiến ra ở mặt diện ngoài của ngôi nhà để mình khám phá. Rồi Hương sẽ review từ ngoài vào bên trong anh chị nha. Hiện tại thì Hương đang có mặt là trên con đường là tập đoàn 4. Thì đây là con đường vào bên trong ngôi nhà mình, đường thông hai hướng anh chị ha. Đó, đường thì cũng rộng lắm, ở đây thì tầm khoảng là 3,5 m. Mình có thể di chuyển được chiếc xe ba gác thôi, xe hơi thì quý anh chị mình chịu khó đậu về phía đó. Đó thì từ đó mình di chuyển vào đây cũng sát bên nè, cách có khoảng là 2-4 có 3 căn nhà thôi là đã đến nơi căn nhà mình rồi anh chị ha. Và diện tích của ngôi nhà mình là ngang 3,5 m và dài vào thì tới tận là 9,5 m, một trệt một lầu cho mình tới tận là 2 phòng ngủ và 2 nhà vệ sinh, có một cái sân sau nhỏ nhỏ cho quý anh chị mình hứng gió trời rất là tốt luôn. Nhà này thì đạt mới đâu đó tầm khoảng là 90% rồi anh chị ha, chỉ cần xách vali dọn đồ và ở thôi, quý anh chị mình không cần phải sửa sang hay làm lại thứ gì cả. Và nhà mình cho mình tới tận là 2 lớp cửa bảo vệ, và đây là lớp cửa đầu tiên là lớp cửa kéo Đài Loan rất là chắc chắn và dày dặn, lớp cửa thứ hai sẽ là lớp cửa sắt sơn tĩnh điện và kính cường lực anh chị nha, di chuyển rất là nặng tay. Và giá tổng của ngôi nhà này chỉ có là 800 triệu thôi, còn bớt lập nhẹ cho quý anh chị mình nữa à. Thì khu vực này gia chủ đã trang trí cho mình những cái bức tranh 3D nhìn cũng rất là dễ thương. Tường thì mình cũng đã dán và ướp gạch rất là sạch sẽ anh chị ha. Bên trong ngôi nhà thì cũng đã trang trí xích úp nhìn rất là sang trọng luôn anh chị. Trần trên sẽ là trần thạch cao nguyên khối dược hợp, hệ thống đèn đã full và đầy đủ. Và đây là mẫu nhà đồng sở hữu anh chị ha, sử dụng chung một thửa đất, nhà thì mình sử dụng riêng, mỗi người đã có một cái xuống sổ hồng riêng biệt luôn, có thể cho quý anh chị mình đi công chứng của nhà nước ủy quyền anh chị. Ở đây cũng nhấn nhá cho mình những cái chậu nè, kiển nè, nhìn cũng rất là dễ thương. Tặng lại cái toàn nội thất đây cho quý anh chị mình luôn nha. Và di chuyển cùng Hương mình tiến ra ở khu vực nhà sau bếp. Thì đây là khu vực bếp cho mình, có tủ bếp trên và tủ bếp dưới, chỗ thờ ông Táo rất là trang nghiêm. Và bồn inox 304 mặt đá hoa cương dày dặn. Khu vực nhà vệ sinh thì nằm ở đây, em Hương mời bạn quay phim có thể quay sơ cho quý anh chị mình tham khảo ạ. Nhà mình thì nó gần ngã ba Tân Kim, quý anh chị mình có muốn đi xem nhà thì em Hương uống hẹn quý anh chị mình là ngay chỗ ngã ba Tân Kim, ngay chỗ trục đường của quốc lộ 50, ngay chỗ cây xăng luôn. Hoặc là nếu như mà mình biết đường tập đoàn 4 thì Hương hẹn quý anh chị mình là ngay chỗ trường mầm non Cô Tiên nha. Mình đứng ngay đầu hẻm đường tập đoàn 4 thì alo cho Hương, Hương sẽ ra hướng dẫn và dắt quý anh chị mình vào bên trong xem nhà. Và người dẫn quý anh chị mình đi khảo sát những mẫu nhà đó cũng là em Hương anh chị nha. Ở khu vực này sẽ cho mình là một cái sân sau nhỏ 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 thôi, để mình có thể hứng được cái luồng gió tốt mát thôi. Ở đây thì mình có thể đựng những vật dụng mà quý anh chị mình không cần thiết á, mình dục ở ngoài phía đó vẫn được anh chị. Chứ cái khu vực này thì Hương thấy nó cũng nhỏ lắm, mình chỉ để được hoặc là mình phơi để không gian phơi đồ ở đây cũng được, xào đồ quá anh chị, để mình phơi đồ phơi đạt ha. Giờ thì quý anh chị ơi hãy di chuyển cùng em Hương Ú, mình tiến lên khu vực tầng 1 để mình thông phá nha. Bước vào ngôi nhà cực kỳ là tuyệt vời, không có gì gọi là điểm trừ cả anh chị ha. 10 điểm không nhân, đó, quá đẹp cho một ngôi nhà siêu phẩm mà giá thì chỉ có là 800 triệu thôi và đã có sổ hồng nữa. Tìm đâu ra căn thứ hai đẹp lung linh như căn này. Khu vực nhà vệ sinh thì mình nằm ở giữa hai phòng cho mình dễ sinh hoạt anh chị ha. Cái ngôi nhà này mà Hương thấy mình có tầm tài chính thấp, vợ chồng mình mới gia viên mà muốn tìm một ngôi nhà đã có sổ và đây là mẫu nhà, quý anh chị mình đừng nên bỏ qua, tiếc lắm. Hãy dành một ít thời gian cho Hương Ú để mình có thể về đây mình khảo sát thực tế, khảo sát về cái vấn đề gì, đường xá coi nó như thế nào, có thuận tiện với mình hay không, và mình về thực tế mình coi bằng mắt thật của mình coi cái mẫu nhà này nó có hợp viên với mình không để mình về sinh sống không anh chị nhé. Tiến thẳng ra đây thì sẽ là một cái ban công nhỏ nhỏ xinh xinh thôi. Bên gia chủ vẫn để lại cho quý anh chị mình những cái cây kiển mini ở khu vực đây. Ở đây thì dân cư ở rất là đông anh chị ha, về đây ở không có sợ bị buồn. Giờ thì quý anh chị mình
di chuyển cùng Hương. Mình tiến về ở khu vực nhà dưới, Hương một lần nữa sẽ trao đổi về thông tin rồi Hương sẽ kết thúc video nha. Quý anh chị thân mến, đừng bỏ qua cái mẫu nhà này nha, rất là tiếc luôn anh chị, vì nó rất là rẻ, chỉ có là 800 triệu thôi mà đã có sổ hồng, cầm tay cho quý anh chị luôn. Tìm đâu ra à? Bên trong ngôi nhà mình đã set up mới đạt đâu đó tầm khoảng là 90% rồi, và tặng toàn bộ full nội thất cơ bản bên trong ngôi nhà nữa. Mình mua về chỉ cần việc dọn đồ vào ở thôi, không cần phải sửa sang hay làm lại bất cứ gì, cái gì cả. Và em Hương được một lần nữa nhắc về vị trí, nhà mình thì nằm là trên đường là tập đoàn 4, gần ngã ba Tân Kim, trên trục đường quốc lộ 50. Thì từ qua đầu đường quốc lộ 50, ngã ba Tân Kim, quý anh chị mình di chuyển vào bên trong ngôi nhà thì chắc đâu đó tầm khoảng là 500m thôi. Đường xá thì rộng rãi thông thoáng, dân cư ở thì rất là đông, ở rất là tấp ngập luôn. Về để ở xong có sợ bị buồn và bị vắng anh chị nhé. Và diện tích của ngôi nhà mình là ngang 3,5m và dài vào thì 9,5m. Một trệt, một lầu, trên mền tận 2 phòng ngủ và 2 nhà vệ sinh. Có một cái sân sau nho nhỏ để mình hứng gió trời rất là mát mẻ luôn. Và giờ thì em Hương Úy xin được phép kết thúc video tại đây. Có mọi thắc mắc cần thông tin gì chính xác hơn hay là sổ sách thì hãy liên hệ và kết bạn Zalo, Hương sẽ gửi qua hết thông tin cho quý anh chị mình xem nha. Giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại ạ.